Hello các bác, hôm nay em Minh Châu rất là vui khi được bàn giao về cho anh khách ở Yên Dũng, Bắc Giang nhá quý vị nhá. Là một bộ bàn tròn đấy, và đi kèm theo đó là 8 chiếc ghế. Mẫu ghế này thì bên em gọi là mẫu ghế hữu thọ đấy. Và bàn thì được bên em làm với kích thước là đường kính 1m20 đấy, sẽ kèm theo cho quý vị là một chiếc kính bàn và một chiếc kính xoay. Thì bàn tròn có kính xoay thì rất là tiện lợi nhá quý vị nhá. Mình có thể là dùng thay cái kính ăn cái mâm ăn cơm của nhà mình đấy, đặt trực tiếp bát đũa bàn ăn thức ăn lên đấy, thì khi nào ngồi xa thì que cái đĩa thức ăn tới hướng của mình thì sẽ rất là tiện lợi nhá quý vị nhá. Thì cái bộ này 8 ghế thì hiện tại đang được nhà em bán với giá là 6 triệu đồng đấy. Thì giao tới nhà quý khách kiểm tra hàng đúng gỗ đúng mẫu thì mới thanh toán cho lái xe. Còn nếu mà quý khách nào muốn mua 6 ghế thì giá là 5.300.000 đồng nhá quý khách nhá. Đấy, quý khách nào mà đang có nhu cầu muốn quan tâm, muốn được tư vấn hay là muốn mua bộ bàn ăn này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên góc trái màn hình nhá quý khách nhá.